với Chúa đời đời ở trên trời. Và điều thứ ba, ba cụ Nguyễn Thị Nui sẽ sống lại trước hết khi Ngài Chúa trở lại. Vì đã đẹp lòng Đức Chúa Trời, toàn năng, toàn tri và toàn ái, thế sự khôn ngoan của Ngài mà cắt lấy cụ bà Nguyễn Thị Nui về cùng Chúa, nên chúng ta tạm trả bằng đất lại cho đất và chờ đợi sự sống lại trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Xin hội thánh hiệp chung và đến với Chúa và vâng theo lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con gửi phần xác của mẹ con vào trong thánh chờ ngày Chúa Giêsu kêu sống lại trước hết, và chúng con là những người còn sống nếu Chúa chưa trở lại. Chúng con phải được cất lên cùng đâu và được ở với Chúa luôn luôn. Lạy Chúa, xin Ngài an ủi gia đình người thân yêu chúng con, tất cả những người thân bằng chúng con, để cùng đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu phục sinh. Chúng con sẽ gặp lại mẹ của con, gặp lại người thân yêu của con ở trên nước Thiên Thánh Hàng. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, Ngài hứa yêu chúng con, yêu cho đến đời đời, và Ngài chẳng lìa, chẳng bỏ chúng con bao giờ. Dù chúng con có tạm lìa trần gian này, nhưng Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ rước chúng con về ở với Ngài đời đời ở trên trời. Bà Nguyễn Thị Nui đã đẹp ý Chúa, Ngài đã rước bà về trước ở trên thiên đàng. Chúng con còn lại những ngày ở trên đất này, những năm tháng trên đất này. Gia quyến của bà cũng còn lại trên đất này. Gia đình của mục sư Mai Phước Tâm cũng vậy. Giờ đây chúng con hiệp chung tại nơi đây và biết chắc rằng cụ bà đang nghỉ yên với Chúa, đang ở với Chúa và sẽ sống lại khi ngày Chúa trở lại. Xin Chúa an ủi gia đình của mục sư Mai Phước Tâm cùng con cháu trong gia đình. Và Ngài cũng an ủi hội thánh của Ngài, con cái Ngài, nơi bà đã nhóm lại và những con người mà bà biết đến. Ôi Chúa ơi, xin Chúa an ủi mọi một anh chị em chúng con.